Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng trình duyệt Chrome và đây là một số điều cơ bản. Chúng ta sẽ xem xét tìm kiếm các nút thêm và xóa tab, cách đánh dấu trang, cách kiểm tra lịch sử. Đầu tiên, làm thế nào để tìm kiếm một trang web hoặc một chủ đề quý vị muốn? Có hai nơi có thể làm điều đó khi mở một tab mới. Đầu tiên, ở phía xa bên phải tại đây, nơi có thể nhập hoặc nhấp vào đây để nói điều gì đó. Hoặc nơi khác là thanh địa chỉ ở đây, nơi quý vị có thể nhập. Ví dụ, nếu chúng ta muốn đến khu học chánh David Douglas, có thể nhập vào đây, khu học chánh David Douglas. Bấm vào nhập, nó sẽ đưa đến trang này. Khi nhìn thấy trang này, sẽ có các sự chọn lựa để nhấp vào. Nhưng tôi muốn vào trang web. Hãy nhấp vào trang chủ và điều này sẽ đưa đến trang web. Đối với đánh dấu trang, nếu đây là trang web quý vị truy cập thường xuyên và quý vị muốn tìm kiếm nó bất cứ lúc nào khi mở một trình duyệt mới, lưu nó với đánh dấu trang một lần và nó sẽ đưa đến trang web. Để đánh dấu trang, trên cùng bên phải thanh địa chỉ có dấu ngôi sao. Nhấp vào nó và nó cho phép quý vị đánh dấu trang. Sau đó nhấp vào làm xong. Để nó hiện lên dưới thanh tìm kiếm. Khi làm điều đó, quý vị có thể thấy trang web ngay tại đó. Khi nhấp vào nó sẽ đưa trở lại trang web ngay lập tức. Hãy để tôi chứng minh. Đây là tab mới. Nhấp vào dấu trang ở đó, nó sẽ đưa quý vị vào trang web. Vì vậy, không cần phải tìm kiếm hoặc nhấp vào các nút phụ. Nếu cũng muốn có một tab mới, chỉ cần nhìn vào đây trên menu. Nhấp vào dấu cộng. Sẽ đưa đến một tab mới, nơi có thể tìm kiếm trang web mà quý vị muốn. Giả sử rằng quý vị không muốn xem các tab trước, mà đã sử dụng trước đây. Vì nếu có quá nhiều tab, nó sẽ làm chậm máy tính của quý vị. Để đóng tab, nhấp vào dấu X trên tab. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào các nút. Tôi đã chỉ cho quý vị nút thêm tab, nút xóa tab. Nhìn qua đây, bên tay trái có 3 nút. Quay lại, chuyển tiếp và làm mới. Hãy vào trang web. Giả sử quý vị muốn quay lại trang trước đó, chỉ cần nhấp vào mũi tên quay lại và nó sẽ đưa trở lại đây. Hoặc nếu quý vị muốn truy cập trang web đã truy cập, hãy nhấp vào mũi tên chuyển tiếp. Mũi tên chuyển tiếp đưa đến trang web mà quý vị đã truy cập. Giả sử một trang web không hoạt động, các hình ảnh không tải, nhạc hoặc lời nói, quý vị không thể nghe chúng. Mọi thứ đang diễn ra kỳ quặc. Nếu nhấp vào nút này có mũi tên, nó được gọi là tải lại trang này. Hoặc quý vị có thể đã nghe nói về làm mới. Nếu nhấp vào, nó sẽ tải lại trang và sau đó nó sẽ hoạt động trở lại. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách kiểm tra lịch sử của mình. Lịch sử là những trang quý vị đã truy cập. Điều này rất hữu ích nếu quý vị có con ở nhà và muốn biết chúng đang xem các trang web nào. Để làm điều đó, hãy chuyển đến phía trên cùng bên phải, nơi có cài đặt. Lần này truy cập vào lịch sử và sau đó có thể xem tất cả các trang web quý vị đã truy cập ở đây. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, nhấp vào lịch sử và nó sẽ đưa đến trang này. Nó sẽ cho xem các trang web quý vị hoặc con quý vị đã truy cập. Điều đó sẽ cho biết quý vị hoặc con quý vị đã vào các trang nào. Đó là các điều cơ bản của việc sử dụng trình duyệt Google Chrome.